Nhà nào mà đang làm tủ bếp thì phải chú ý đến món phụ kiện này nha. Đó là tay nâng cánh đôi và giá nâng hạ bát đĩa. Tiền thì không hết mấy đâu, nhưng mà so với công năng thì nó cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm rất nhiều không gian cho tủ bếp của mình nha. Nó là chưa kể hả, nó làm cho tủ bếp của mình trông đẳng cấp và hiện đại hơn rất nhiều á. Mọi người xem này, đóng lại là phẳng lì, không một kẽ hở. Đấy.